mừng quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào chị Thanh. Chào Minh Châu. Chị Thanh, Tết có vui không? Cảm ơn Minh Châu, rất là vui. Chị Thanh biết không, mấy ngày Tết hả, em cũng rất là bận rộn nhưng mà vui cực kỳ luôn á. Bởi vậy nên hả, qua mấy ngày Tết rồi, buồn ơi là buồn luôn. Chị thấy hình như Minh Châu còn tiếc nuối những cái ngày Tết vui vẻ bên bạn bè và những người thân trong gia đình, đúng không? Đúng rồi, bởi vì hả, em được đi thăm họ hàng, người thân nè, lâu ngày gặp lại vui lắm luôn á. Nhưng mà chị Thanh biết không, tại vì bận rộn như vậy, đi chơi rồi đi thăm mọi người nhiều như vậy, nên em toàn phải ăn cái đồ nguội trong tủ lạnh á. Thậm chí đến nhà người thân thì cũng được mời những cái món ở trong tủ lạnh mà ra thôi. Vậy hả? Nói chung là cũng không có được thích lắm. Thực ra thì nếu mà em càng bận rộn hoặc là em vui chơi nhiều thì em phải cần nạp đủ năng lượng để giữ sức khỏe chứ. Dạ đúng rồi. Bởi vì hôm nay em tới đây để cầu cứu chị Thanh nè. Chị Thanh hãy chỉ cho Minh Châu và quý vị khán giả những món ăn mà mình có thể để dành được lâu trong tủ lạnh nè, mình ăn ngon và đủ dinh dưỡng nữa. Không chỉ một món đâu, chương trình sẽ giới thiệu một thực đơn 3 món với đầy đủ dinh dưỡng để các bạn ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Vậy thì mở đầu cho thực đơn này là món gì vậy chị? Sẽ là món thịt vịt ram xả gừng. Để thực hiện món ăn này thì các bạn cần chuẩn bị 500g thịt vịt đã được sơ chế, xả bào, gừng thái sợi, ớt bằm, hành lá sắc nhỏ, màu điều, tỏi băm, hành băm, một số gia vị thông thường và bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit. Trước tiên, Minh Châu giúp chị bật bếp lên. Chúng ta sẽ đặt dầu lên trước. Phần vịt các bạn mua về sơ chế thật kỹ. Và các bạn nhớ lưu ý, chúng ta sẽ rửa vịt với gừng và rượu trắng để cho vịt bớt mùi hôi. Sau đó các bạn dùng một chiếc hộp, chúng ta cho phần vịt này vào. Với 500g vịt, các bạn nhớ dùng khoảng một gói bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit. Sau khi cho bột vào rồi thì các bạn đậy nắp lại và chúng ta sẽ lắc cho phần vịt này thấm đều bột. Bây giờ chúng ta sẽ chiên phần vịt này. Chị Thanh ơi, cái này á, mình chiên chín luôn hay là mình chỉ chiên cho nó vàng bên ngoài thôi? Các bạn nhớ lưu ý, chúng ta sẽ chiên thịt vịt lên màu vàng đẹp là được rồi. Sau đó chúng ta còn một cái công đoạn để ram nữa. Như vậy có phải là nhờ mình tẩm bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit mà bên ngoài thịt vịt sẽ có màu vàng đẹp không? Đúng vậy. Nhưng mà công dụng nữa của bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit đó là giúp cho phần da ra hết mỡ và đồng thời vịt không bị khô. Bây giờ vịt đã lên màu đẹp rồi đó em. Nhìn miếng vịt đã thấy là giòn bên ngoài rồi đó chị Thanh ha. Xong. Ở đây tôi đã có một ít xả bào, các bạn dùng dầu đã chiên vịt, chúng ta sẽ chiên phần xả bào và gừng thái sợi. Đó, chúng ta chỉ cho vào một nửa thôi nha. Các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ chiên cho phần xả và gừng này cho vàng giòn lên để cho món ăn của chúng ta thơm ngon hơn và hấp dẫn hơn. Rồi, phần gừng và xả rất là đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái chảo. Các bạn dùng phần dầu mà các bạn đã phi xả và gừng, cho hết phần xả còn lại, phần gừng. Cho phần tỏi băm và hành tím băm. Cho hết vào luôn hả chị? Hai cái loại này khoảng một muỗng canh. Các bạn phi cho phần xả, gừng và hành tỏi này cho thật thơm lên rồi thì chúng ta bắt đầu trút phần vịt vào. Các bạn sẽ nêm vào đây hai muỗng canh nước mắm, một muỗng canh nước dầu điều. Các bạn đảo cho phần vịt này thấm. Tiếp tục cho vào đây khoảng một chén nước. Các bạn sẽ đậy nắp lại và nấu khoảng 10 phút cho thịt vịt được mềm. Rồi, sau khi vịt đã được nấu 10 phút thì vịt đã đủ mềm rồi, các bạn gia vị vào đây thêm một muỗng canh đường. Như vậy thì thịt khi chúng ta nấu xong sẽ có một màu vàng nâu, tạo một cái lớp caramel màu vàng nâu rất là đẹp. Cuối cùng thì các bạn cho phần ớt bằm và hành lá thái nhỏ vào. Bây giờ chúng ta sẽ đưa phần vịt này ra dĩa đây em ha. Dạ. Vậy là món vịt ram xả gừng của chúng ta đã xong rồi đó. Các bạn sẽ rắc cái phần xả và gừng. Chúng ta trang trí vào đây một cái nhành hoa bằng hành lá tỉa ha. Dạ. Chị sẽ nhờ Minh Châu thử xem món ăn này hấp dẫn như thế nào. Chị sẽ có một ít gừng xả phi cho em. Em cảm ơn chị Thanh ạ. Rồi. Ngửi một cái là biết ngay là có sự kết hợp của gừng xả và cả ớt nữa. Em mời chị Thanh. Rồi, mời Minh Châu. Ngon, nhưng mà em chỉ cho chị Thanh 9,5 điểm thôi. Sao mất của chị nửa điểm vậy? Thì
thì tại chị Thanh không có chuẩn bị cơm nóng cho em, đúng không nè? Món này á mà mình ăn với cơm nóng thì sẽ vừa miệng hơn, đặc biệt là vào những ngày thời tiết hơi hơi se lạnh á, có một dĩa vịt ram sả gừng và một tô cơm nóng thì cả người sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng luôn á. Em nhận xét rất là chính xác, đây cũng là yêu cầu của thành phẩm món ăn. Hy vọng với món thịt vịt ram sả gừng này sẽ là lựa chọn trong món ăn của các bạn và sẽ giúp cho các bạn không mất nhiều thời gian nhưng mà lại được ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Em cảm ơn chị Thanh. Quý vị khán giả thân mến, chỉ cần ăn thử một miếng vịt ram sả gừng thôi thì quý vị cũng sẽ có cảm nhận giống như Minh Châu thôi ạ. Thịt vịt mềm, thơm, bên cạnh đó nhờ có bột tẩm khô chiên giòn Aziquick mà không hề bị khô, vị lại rất đậm đà, ăn với cơm rất là vừa miệng. Đảm bảo rằng có món này trong bữa cơm của gia đình thì chắc chắn là những người thân của quý vị sẽ ăn được rất là nhiều cơm và sẽ cảm thấy rất là vui đó ạ. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Quý vị khán giả thân mến, hãy bổ sung ngay món ăn này vào thực đơn của quý vị nhé. Và đừng quên theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày vào ngày mai và ngày mốt để biết được hai món ăn còn lại của chương trình đó là... À quên, phải giữ bí mật để cho quý vị khán giả tò mò đúng không chị Thanh? Đúng rồi. Nhớ đừng bỏ qua chương trình ngày mai và ngày mốt quý vị nhé. Còn bây giờ thì chị Thanh và Minh Châu phải chào tạm biệt tất cả quý vị rồi. Trước khi chia tay, Minh Châu rất muốn nhắc lại với quý vị hai cách quen thuộc để quý vị có thể liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Chị Thanh ơi, chị Thanh giúp em chào tạm biệt quý vị khán giả đi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.